Ông nghĩ sao về có những tờ báo họ muốn có những cái thông tin đa chiều, hai chiều ở tại hải ngoại này ạ? Họ nói rằng bên này phải phải tôn trọng những cái điều về dân chủ, tự do ngôn luận trước rồi mới có thể dùng cái đó để nói vào trong nước. Thực ra mà nói thì ở đây chúng ta, tôi nghĩ thế này, ở đây chúng ta rất là tôn trọng cái tự do của nhau. Mà dù chúng ta, thí dụ như họ kết tội là muốn bịt miệng họ, thì dù giả thử có muốn bịt cũng không được. Là vì muốn bịt miệng ấy, thì anh em của chính quyền đấy nhé, có quyền lực trong tay, thì cũng phải là chính quyền độc tài mới có thể bịt miệng được. Đó là, chứ còn chính quyền bình thường không được, không bịt miệng được. Thì huống chi chúng ta ở đây chỉ là một cái cộng đồng, không phải là một chính quyền, thì làm sao mà bịt miệng được. Thì tôi muốn nói thế này này, cho nên là chúng tôi rất tôn trọng tự do. Tôi thí dụ như cái tờ Việt Weekly chẳng hạn, thì ngay trong cái bài mà phỏng vấn ông Kiệt này, ngay cái bài phỏng vấn ông Kiệt này, họ huênh hoang là ông Kiệt đã trả lời tất cả mọi câu hỏi một cách thoải mái, cởi mở, đúng không? Thì trên thực tế thì cái mấy câu hỏi mà họ cho là gọi là họ cho là gai góc nhất ấy là điều 4 hiến pháp và đa nguyên đa đảng, thì ông Kiệt ông phủ nhận tất. Ông mà đợi thế, ông mà cứ đợi thế. Bây giờ Việt Nam chưa 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 làm thì thực cứ chờ đợi đấy, chứ ông có thừa nhận đâu. Mà ông còn nói thì là Đảng Việt Cộng sản Việt Nam là có công yêu nước từ xưa nay bao nhiêu là công lao này đó, thế bây giờ nắm quyền là chính đáng. Thế còn cái vấn đề mà gọi là điều 4 hiến pháp ấy, thì rồi trong một tương lai lúc nào đó phải không nào, nếu Đảng không làm tròn nhiệm vụ phải không nào, thì tự nhiên là cái điều 4 nó phải biến mất. Thế từ xưa nay ông có làm tròn nhiệm vụ bao giờ đâu, ông đẩy đất nước xa đến vực thẳm, có đúng là về kinh tế bao nhiêu người chết do cái sự cai trị của các ông ấy. Đấy. Thế mà ông vẫn nói là vì bây giờ xứng đáng là ngồi độc đảng, điều 4 hiến pháp là vẫn còn tồn tại được. Thì với những cái sự trả lời như vậy mà gọi là hai chiều ấy nhỉ, thì cái chiều mà cộng sản đã nói ở trong nước thì tất cả ai cũng đều biết rồi, vì nó chỉ có một luận điểm thôi, chứ nó không phải là một chiều, mà người ta gọi đấy là cái lưỡi gỗ của cộng sản, nó là một chiều. Nhưng mà cái chiều ấy mà có đưa ra ngoài này chứ, nó chúng tôi cũng lờ đấy. Cụ thể là trong cái bài tôi có nói gì đâu, đọc rồi nhưng không nói gì. Và sau đó lại có một cái câu bình luận mà rất là tương đối láo xược về của anh Lê Vũ đấy, về 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 cái cuộc họp báo đó. Thì anh ta nói thế này này, anh ta nói rằng thì là bây giờ nếu cái cộng đồng người Việt mà có những lãnh tụ tài giỏi ấy, thì phải chấp nhận cái lợi thế của mình là phải đối thoại với nhà nước, đề nghị với nhà nước là thay đổi dần dần về chính trị và phải giúp nhà nước về kinh tế. Mà nếu mà chúng ta mà không làm như vậy thì chính quyền Hà Nội sẽ không cần biết là hải ngoại và sẽ khống chế cộng đồng hải ngoại một cách dễ dàng. Tôi không hiểu nó làm sao nó khống chế được cộng đồng hải ngoại đó, để viết những câu như thế nhé. Thế mà chúng tôi cho đấy là tư tưởng của anh ta, dù là cái tư tưởng đó chẳng ai nghe cả vì nó phi lý, phi thực tế, vẫn yên lặng không nói đó nào. Vì tôi nghĩ là đấy là tư tưởng của người ta, nhưng mà sở dĩ khi phải lên tiếng mà đấy là hai chiều đấy, anh muốn nói gì thì nói đấy. Thế nhưng mà đến khi mà phải nói là vì khi ca ngợi tội đồ Hồ Chí Minh mà lại đúng vào cái dịp mà 100 triệu nạn nhân cộng sản xây dựng tượng đài. Thế rồi lại nói là phải cảm ơn cảm tạ như ông Nguyễn Minh Chiết, như ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì nó đi quá quá xa, quá xa. Nó đi quá xa. Rồi lại ca ngợi luôn cả bọn khủng bố nữa. Thì anh bảo thế, cái bài đó là một cái bài anh lấy trộm ở trên Talabat, không phải quan điểm của anh. Thế nhưng mà như thế thì tôi hỏi một người chủ nhiệm với chủ bút Lâm Bù Nhìn này, có đúng không ạ? Lâm Bù Nhìn hay sao? Thế vì thế cho nên là khi mà nó đi đến cái chỗ mà có tính chất lăng nhục như thế, láo xược như vậy, thì đến nó ra ngoài cái phạm vi gọi là tự do ngôn luận. Vì tôi thí dụ bây giờ nếu mà tôi có thể tự do tôi đeo ảnh Hitler được, nhưng nếu tôi đi ngoài đường có khi tôi mất mạng đấy, vì là gây phẫn nộ, vì là sỉ nhục người ta thôi, gây phẫn nộ cho những cái nạn nhân của Do Thái đấy. Thì cái này nó không phải là tự do nữa, nó không phải là tự do nữa, mà là vô lương tâm, mà là vô trách nhiệm. À, thưa ông, trong cuộc phỏng vấn mới đây với ông Vũ Công Lý, tôi có đặt vấn đề là ở ở nước ở hải ngoại đây này có nên có một cái thông tin là hai chiều để nói chuyện về quốc và cộng hay không, thì ông Vũ Công Lý nói rằng không không cần thiết, bởi vì cộng sản thì ai cũng biết rồi, không cần thiết, mình ở trong nước thì cần nhưng mà ở hải ngoại thì không cần. Thì ông nghĩ xem như thế nào ạ? Thì sự thực mà nói bây giờ những cái luận điểm của cộng sản ấy, thì sự thật thì người ta đều hiểu cả rồi, là vì từ bao nhiêu năm nay nó vẫn chỉ có một cái luận điệu duy nhất mà thôi, cho nên nó gọi là langue de bois, tây nó gọi là như thế là lưỡi gỗ.
Thế thì bây giờ ở hải ngoại này thì chúng ta đâu có cần những cái tiếng mà ca ngợi đảng là đánh Mỹ cứu nước, cái chuyện này lâu quá rồi phải không nào? Thế rồi là có những cái thành tích là đánh ba bốn cường quốc lớn này, thế rồi có cái thành tích là thống nhất đất nước này, tất cả những cái điều đó mà thì chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ mà thêm một cái diễn đàn như vậy nữa để mà ca ngợi cái đó nữa mà, thì tôi thấy nó cũng vô nghĩa lý thôi, không cần thiết. Vì tôi muốn nói là hai chiều thế này, tôi thí dụ như chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau về đấu tranh. Quan điểm khác nhau về đấu tranh. Về đấu tranh. Tôi thí dụ như là có người cho là bây giờ chúng ta phải làm thế nào mà tìm cách đối thoại với Cộng sản. Thì tìm cách mà xây dựng đất nước trước. Khi mà dân giàu nước mạnh rồi thì là nhân quyền nó sẽ đến, phải không nào? Đấy là cái quan điểm của họ. Tuy thì cái quan điểm ấy nó có thể không đúng, phải không nào? Thì mình có cái quan điểm khác. Mình nêu ra là chúng ta phải làm thế nào mà vận động đồng bào trong nước đứng dậy. Không phải là bạo lực. Đứng dậy đấy có nghĩa là biểu tình, có nghĩa là xuống đường, đó là bãi công bãi thị đấy. Đấy, dùng sức ép, phải làm thế nào phân hóa cái hàng ngũ nội bộ của Cộng sản, những phần tử nào tiến bộ mình phải thúc giục, ủng hộ họ để họ cất lên tiếng nói. Làm thế nào cho công an, quân đội hiểu được cái trách nhiệm của họ đối với dân tộc, chứ không phải nhắm mắt theo lệnh của cường quyền và đàn áp nhân dân, phải dùng mọi phương pháp vận động như vậy để giành lấy cái quyền làm người. Thì đấy cũng là một hướng. Thì những cái hướng khác nhau đó thì chúng ta tha hồ tranh luận, đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là bây giờ chúng ta bảo thôi bây giờ đất nước nó tốt đẹp quá này, Đảng Cộng sản bây giờ là như thế là ân nhân của dân tộc Việt Nam này, nói những câu như thế mà như là Đảng vẫn nói, đúng không nào? Đảng Cộng sản là ân nhân Việt Nam, rất có công lao với dân tộc, phải không nào? Hồ Chí Minh là một thánh nhân. Những cái luận điệu đó thì nó không phải là một chiều, mà theo tôi nghĩ nó là cái luận điệu vô liêm sỉ. Mà ngay cả cái vô liêm sỉ đó vẫn có cái quyền nói ở đây, chứ không phải là không có quyền. Nhưng mà nhớ một điều nhé, anh có quyền anh nói những điều đó thì những người độc giả, những người dân ở đây, người ta cũng có quyền phản đối, phải không nào? Người ta có quyền phản đối chứ, vì quyền phản đối cũng là một cái quyền, tự do, chứ không phải là biệt miệng. Mà quyền phản đối cũng là một cái quyền tự do ngôn luận, nên phải nhớ như thế mới được, chứ không phải biệt miệng. Tranh luận một điểm mà ông nói rằng đó, Việt Nam ngày nay đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đưa cái nền kinh tế, đưa cái đất nước nó xuống vực thẳm của kinh tế nghèo đói. Nhưng mà ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phó Thủ tướng mới đây ông tuyên bố đó, là cho đến năm 2010 đó thì cái số lượng đầu tư vào Việt Nam sẽ lên đến 100 tỷ Mỹ Kim. Cái mức tăng trưởng về kinh tế của Việt Nam từ 8.2% và lên đến 10.5% là cái số tăng trưởng có thể là cao nhất thế giới hiện nay, và đã được quốc tế chứng minh điều đó, công nhận điều đó. Thế thì điều đó có phải là họ nói rằng những cái lập luận của ông đã đi sai lạc với tình hình thực trạng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay? Tôi không nói đến 2010 nữa, vì nó còn những 3 năm nữa, phải không nào? Bây giờ tôi nói ngay bây giờ thôi. Bây giờ tôi nói ngay một cái nước mà ngay bên cạnh nước mình này, là một nước Thái Lan. Có đúng không? Mà ai cũng phải công nhận là hồi mà trước 75 ấy, thì Việt Nam với Thái Lan không thua nhau. Có đúng không ạ? Việt Nam với Thái Lan không thua nhau, mà có thể gần ngang với lại Đài Loan, với lại Nam Hàn. Thế mà cho đến ngày bây giờ, ngay bây giờ đây, thì mình phải thấy là cái kinh tế của mình ấy là chưa bằng 1/5 của Thái Lan, chưa bằng 1/7 của Mã Lai, có đúng không? Chưa bằng 1/13 của Đài Loan, và chưa bằng 1/15 của Nam Hàn. Đấy. Vì chúng nó toàn trên 10.000 đô la đầu người cả mà. Đấy. Thế thì cái kinh tế như thế mà thì nó là lụn bại, là xuống vực thẳm rồi, chứ còn gì nữa, phải không nào? Thế mà phải nhớ một điều là muốn tăng một cái nền kinh tế tổng sản lượng ấy, muốn tăng gấp đôi lên đấy, trong cái điều kiện lý tưởng là cũng phải ít nhất là 10 năm, đủ 10 năm thì mới có thể tăng gấp đôi được. Thế bây giờ mình muốn đuổi kịp cái mức độ của Thái Lan bây giờ thì phải nhân gấp bao nhiêu lần? Vì Thái Lan bây giờ nó gấp 6 mình, chứ có phải ít đâu ạ. Nó 3.000 đô la, mình mới có 5-600 thôi. Tình trạng kinh tế như vậy mà lỗi từ ai? Rõ rệt là lỗi từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đúng không ạ? Cũng như là anh Trung Quốc bây giờ huynh hoang thì là anh ta là có những cái tiến bộ vượt bậc, phải không nào? Phát triển bao nhiêu phần trăm? Tất nhiên nó có phát triển sau khi mà nó giao lại cho nhân dân những cái quyền được tự do làm ăn buôn bán, nhận đầu tư các nước vào. Thế nhưng mà mình tính theo cái đầu người thôi. Thì anh Trung Quốc bây giờ cũng là người tàu cả. Ở Đài Loan đấy, nó trên 10.000 đô la. Anh Trung Quốc nó có 1.000, nghĩa là chưa bằng 1/10 của Đài Loan.
thì có phải là cái Đảng Cộng sản nó làm cho kinh tế lụn bại đến đâu. Chứ còn cái thời mà gọi là bao cấp theo cái đường lối xây dựng kinh tế chỉ huy như của các Mác ấy, thì nó là cái Vâng. thời kỳ gọi là thời kỳ chết đói này. Đói Cái rồi. thời đó thì không đáng nói đến, anh có thấy không nào? Dạ vâng. Vâng.